Hello các bạn, thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Hôm nay mình xin được quay lại với một cái thử thách mới. Thì hôm bữa mình đi siêu thị Aeon mình có phát hiện ra một cái bánh rất là ngon. Đây, bánh trà xanh. Cho nên mình tiện thả mình mua về luôn. Trong cái clip mà mình ăn xúc xích sinh tố mình đã có giới thiệu về cái bánh này. Bánh này là bánh bông lan trà xanh cuộn kem. Giá của nó là 34.000, khối lượng của nó là 350g. Hạn sản xuất là 3 ngày kể từ ngày sản xuất. Đây, ngày 22 tháng 9 nó sản xuất ha. Thì hôm nay là ngày 23, 24 gì đó. Thì mình ăn luôn. Giờ mình bóc ra, mình bắt đầu mình bóc ra nha. Cái bánh này thì mình không phải tốn công sức chế biến gì hết, bóc ra quất luôn và để cho nó thêm phần thú vị. Rồi mình sẽ ăn thiệt là nhanh và ăn bằng tay luôn. Ủa, cái mùi thơm quá, mùi trà xanh. Ủa sao tắt luôn, sorry mọi người. Đây, bóc ra rồi. Bây giờ mình sẽ làm clip mình ăn nó tay không luôn nha. Không biết có bị nghẹn không thì bắt đầu nè. 3, 2 Vô vẻ tuyệt vời. Tay dính rồi. Ngon lắm, bánh bông lan matcha cha. Bên giữa nó có mấy cái nhân nữa, cũng vừa matcha cha luôn. Một cái điều hơi mắc nghẹt. Sáng nay mình có ăn sáng rồi, mình ăn ít rồi. Giờ buổi trưa mình chưa ăn cái bánh này. Giờ mình thấy rất đói, rồi mình nghĩ là mình ăn hết nó. Một phút mới rồi. Mình đang luyện cho khả năng ăn của mình nhiều hơn. Tôi sẽ làm ăn những món khổng lồ. Cơm nó ngon lắm mọi người. Rồi bóc ra cho mọi người, bên trong không có gì nữa. Đó. Đây. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. sun rays and we'll go. Bó con lan này ăn rất dễ bị nghẹt, cho mình bỏ nước đúng lên. Bánh này nó làm nhiều, kem nó nhiều hơn, cái phần tiêu đó, nó có kem, nó tốt lắm. Quá rồi, đã là nó còn tốt luôn. Wow. À, cái cảm giác mình thoải mái mọi người ơi. Ăn hết cái bánh trong vòng 5 phút, 350g, không có gì là khó cả, đơn giản. Thì clip của mình sẽ được phép dừng tại đây. Nếu các bạn cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và share cho mọi người cũng biết nha. Xin chào mọi người.